những cái loại phân hữu cơ nha cả nhà. Đây là một cái rốt hữu rốt USA nha. Đó. Cây mai thì cả nhà đã biết rồi, nếu bộ rễ nó phát triển mạnh thì bộ rễ xanh tươi thì chúng ta cũng phải sẽ chăm sóc đến những cái bộ lá. Thì cái này á là bộ này gồm là một chai vua vọt đọt nè, bung chòi để nhánh xanh lá, và một cái chai rốt 7 là giải mặn hạ phèn. Nói chung là nó sẽ, em có cái chai chuyên đặt bọ trĩ. Chuyên đặt bọ trĩ như thế này thì giá chỉ có 80 ngàn thôi, chúng ta sử dụng được 4 bình 16 lít nước, thật sự rất là tiện lợi ha. Nếu như dùng ai siêu to khổng lồ. Xin chào quý cô chú anh chị. Cả nhà ơi, mấy hôm nay thì thời tiết mưa nắng thất thường cả nhà. Nói chung mưa rất là nhiều luôn. Thì những cây mai á, cả nhà đã biết rồi, mai thì nó không có chịu mưa nhiều ha. Nếu mưa nhiều quá thì nó làm sẽ làm suy cái bộ rễ, và đặc biệt là nó sẽ có những cái bệnh nấm ở trên lá lên trên thân á cả nhà. Rồi tiếng trùng rễ rồi rất là nhiều loại bệnh. Và đặc biệt trong những cái mùa mưa gió như thế này thì những cái loại côn trùng như sâu rồi á, bọ trĩ rồi á cả nhà, nó tấn công rất là dữ. Cho nên cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với chúng ta những cái loại phân thuốc mà tại vườn mai Chiếc Chè Bông tụi em đang sử dụng, đang đạt rất là hiệu quả. Và thật tình là cũng chia sẻ với những cô chú anh chị, những khách hàng thân thương của em. Bữa hổm thì có một chú khách đó cả nhà, gửi những cái clip video mà cây mai nó bị ngập nước á, thì tình thấy rất là cảm, nói chung là thiệt tình luôn, mà thấy mà đau lòng luôn cả nhà. Thì ngày hôm nay thì em cũng sẽ chia sẻ chúng ta những cái loại phân thuốc, đặc biệt là kích rễ nè, kích rễ cho cây mai nó phục hồi những cái cây mai si. Nói chung cái bộ này thì chỉ là chia sẻ thôi, vườn mai nhà em sử dụng rất là tốt, cho nên là ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với chúng ta. Và bây giờ thì em sẽ bước vào cái bàn thuốc này ha. Em sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm tại vườn nhà em thôi nha cả nhà, tại vườn nhà em thôi. Đó, đây thì đây á là em không phải là bán thuốc hay là như thế nào, chủ yếu là bên em sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái loại phân thuốc mà hiện tại bên em đang xài. Đó, đây thì một cái bộ ba thần dược, nói chung ở bên em là có cái bộ ba này là chuyên về sử dụng kích rễ cho Mỹ, của Mỹ ha, kích rễ đặc biệt là cho cây mai. Thì nó là một cái loại siêu ra rễ, siêu phục hồi. Nó là những cái loại phân hữu cơ nha cả nhà. Đây là một cái rốt hữu rốt USA nha. Đó. Cây mai thì cả nhà đã biết rồi, nếu bộ rễ nó phát triển mạnh thì cây nó mới hút chất dinh dưỡng lên trên được. Cho nên là rất là quan trọng bộ rễ. Và đặc biệt là bên vườn mai nhà em chuyên, nói chung là đặc biệt chú ý đến bộ rễ của cây mai. Và cái bộ ba thần dược này rồi một hũ rốt USA, một cái phân bón vi lượng và một cái rốt siêu ra rễ, siêu phục hồi. Loại này nếu những cây mai mà bị bộ rễ bị si á cả nhà thì chúng ta có thể 7 ngày tưới một lần. Một bộ này xài rất là tiết kiệm nha, 500 lít nước mà xài chỉ có 300 ngàn thôi cả nhà, mà chúng ta sử dụng được 500 lít nước. Bộ ba này chúng ta sẽ pha lại với nhau tưới nha cả nhà. Đó. Rồi, ngoài cái bộ xịt tưới thì bên em sẽ có cái bộ xịt. Đây, bộ xịt đó thì là cái bộ vua giọt đọt và rốt 7. Thì đặc biệt là cái này là vọt đọt lớn lá cả nhà. Bộ rễ xanh tươi thì chúng ta cũng phải sẽ chăm sóc đến những cái bộ lá. Thì cái này là bộ này gồm là một chai vua vọt đọt nè, bung chòi để nhánh xanh lá, và một cái chai rốt 7 là giải mặn hạ phèn. Nói chung là nó sẽ thấm sâu vào, giúp cho cây ra rễ cực mạnh. Và cái bộ này thì xài rất là tiết kiệm, 280 ngàn chúng ta xài được tầm khoảng mười mấy bình 16 lít nước nha cả nhà. Đó, bộ xịt. Rồi thì em sẽ có bộ xịt nhỏ cho quý cô chú anh chị mà chúng ta xài mai ít đó cả nhà. Thì một bộ chỉ có 50 ngàn thôi. Cái này nó cũng thay thế giống như là cái thành phần của bộ vọt đọt lớn lá này ha, gồm 3 gói biến vàng thành xanh. Bộ này thì chỉ có 50 ngàn thôi nha cả nhà, 50 ngàn nha. Rồi, ngoài cái đó thì bên em sẽ có những cái loại chuyên dụng trị bệnh về cháy lá nè, rồi tiếng trùng rễ,
Thì ngày hôm qua thì em cũng có đăng một cái video là em có xịt tưới cho cây mai nhà em á. Nói chung là lúc này trời mưa hất hồn như thế này nên là cây mai nó sẽ dễ bị bệnh lắm nha cả nhà. Đó. Đây, một bộ này á, thì chỉ có 80.000 thôi. Bộ này chuyên trị về nấm, tuyến trùng rải, các loại bệnh ha. Rồi, kèm theo bên em sẽ có những cái loại chăm bông top 85. Nói chung mấy cái này là dạng giống như chia sẻ mà nhiều khi mua giùm khách thôi cả nhà, chứ cũng thật ra thì những cái loại này phổ thông như này thì bên em bán cũng chia sẻ thôi ha. Và thêm một cái loại đó chính là bọ trĩ nha. Em có cái chai chuyên đặt bọ trĩ. Chuyên đặt bọ trĩ như thế này thì giá chỉ có 80 ngàn thôi. Chúng ta sử dụng được 4 bình 16 lít nước. Thật sự rất là tiện lợi ha. Nếu như ai ít may thì chúng ta có thể giảm lại ha, có thể giảm theo tỷ lệ của nó nha cả nhà. Rồi bên em cũng có chia sẻ những cái loại xịt mầm hoa, rồi tưới tạo nụ tạo mầm hoa ha. Thì cứ liên hệ bên vườn mai nhà em, nếu biết cái gì bên em sẽ chia sẻ cho chúng ta nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm hết cái video ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.